Từ thiện vài thùng mì cũng in vòng bạt phô trương. Nguyễn Trần Trung Quân giải thích, cái gì mình cũng cần minh bạch rõ ràng. Bộ đôi Nguyễn Trần Trung Quân và Dennis Đặng đã khiến cho dân tình được một ven sôi máu vì hình thức làm từ thiện quá phô trương. Tấm lòng cùng hướng về miền Trung của các nghệ sĩ Việt đang được dân tình vô cùng ủng hộ và cảm kích, vì họ còn là những người tiên phong, tận tình đến những vùng khó khăn để cứu trợ cho đồng bào. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào làm từ thiện cũng được khen ngợi. Mới đây, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và Dennis Đặng là những nghệ sĩ phải hứng chịu gạch đá của dư luận về cách làm từ thiện. Theo đó thì sau khi kêu gọi được một số tiền để ủng hộ cho đồng bào miền Trung, ekip của Nguyễn Trần Trung Quân đã thuê xe riêng vận chuyển nhu yếu phẩm, mì và nước, kèm theo đó là dán banner in hình của mình trên xe. Bộ đôi cũng dán tên của mình trên từng thùng mì cứu trợ. Điều này ngay lập tức vấp phải nhiều chỉ trích lớn từ dư luận. Đa phần đều chê trách cả hai đang lợi dụng việc làm từ thiện để bị trả hình. Tiền thuê người làm banner và dán thông tin cũng đủ để mua thêm được những nhu yếu phẩm cho bà con đi làm từ thiện mà không khác gì quảng bá cần xét. Trước hàng loạt những chỉ trích ném đá dồn dập, Nguyễn Trần Trung Quân đã có những đáp trả với những bình luận thắc mắc. Việc làm từ thiện luôn cần minh bạch rõ ràng và việc dán tên đơn vị từ thiện là chuyện hết sức bình thường. Đây là phía chính quyền địa phương khuyến khích làm để tránh việc nhầm lẫn giữa các nguồn cứu trợ giữa các đơn vị. Và dán tên là dán tượng trưng lên những thùng đồ, chứ không phải là dán lên tất cả. Và nếu có dán hết thì cũng chẳng sao hết em vì em còn trẻ. Theo như anh thấy ở Avatar thì em đáng tuổi cháu anh. Em hãy cùng chia sẻ thông tin về miền Trung, cùng các bạn ủng hộ một bữa ăn sáng cho bà con nhé em. Lời giải thích của Nguyễn Trần Trung Quân mang nhiều tính chất phản bác. Nam ca sĩ còn đăng cả thư cảm ơn của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện vì hành động có ý nghĩa này. Bên cạnh đó thì vẫn có những người bênh vực cho cặp đôi này. Bạn Mina đã lên tiếng, đúng là lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Có những người bị thỏi san si, chuyện dán giấy in nguồn là do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc yêu cầu. Cả nghìn thùng mì người ta dán có vài thùng để hàng không bị thất lạc, mà biết gửi là ai. Các mẹ chi là những người tiếp nhận hàng, trên thùng có dán chữ, còn các thùng khác thì đâu có. Chưa kể lấy hình của người ta về chế ảnh vô văn hóa như vậy là không chấp nhận được. Chỉ có những kẻ hèn mới cắn người đi làm từ thiện. Nhìn hình bà cụ với nụ cười khi nhận được hàng từ thiện bị chế thành đám mây mà đau lòng thực sự.